Rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ mang chiếc bơm điện aqui phun nước sâu Motokawa MK65B ra để test với dây 100m để mà các bạn sẽ thấy được là cái độ phun mạnh của nó, để các bạn có thể yên tâm khi mua máy về sử dụng. Chúng ta để nối được bao nhiêu mét dây để dùng. Đây, bên trong này là bộ đảo thuốc rồi. Đấy. Đảo thuốc. Đấy. Một công tắc này. Một công tắc. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy bơm đây. Bơm ra rất là tơi. Đấy, xa nhá. Phun xa nhá, chứ không phải phun mạnh. Ở đây vẫn đang một bơm nhá. Bơm. Anh bật hai bơm lên xem nào. Hai bơm này. Đấy, hai bơm phun đẩy rất mạnh luôn. Đấy, phun lại tia thẳng đi. Phun nguyên tia thẳng cho mọi người thấy nó xa nào. Đây, mọi người thấy chưa? Phun rất là xa. Đấy. Xa cả vườn rau. Dạ, tít dưới vườn rau này. Đấy. Khi mà đấy là đảo đẩy dây 100m đấy nhá. Đấy là phun tơi đâu. Đấy. Thoải mái. Rơi 100m. Bơm ở sụp cũng hoạt động rất là năng suất và hiệu quả. Rồi, đường đi. Ta đi, ta cả hai cái đi, thế được rồi. Đấy. Máy là bơm đôi nhá, 12V, 12A. Cho những cái bác nào mà chưa xem những cái video trước mà tôi đã giới thiệu máy thì về chiếc bơm này ạ, chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nơi. Các bạn kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Thì khi mà chúng tôi báo giá thì chúng tôi sẽ chỉ báo giá bộ bơm của nó thôi. Bộ bơm mới được đi kèm là đây các phụ kiện của nó đây. Đấy, sẽ đi kèm. Còn dây thì tùy theo là các bác muốn lấy dây 10m, 20m, 50m hoặc lấy bao nhiêu mét đấy thì chúng tôi sẽ báo giá dây theo sau. Đó. Vậy là bây giờ có vấn đề gì thì các bạn cứ gọi điện thoại lên số máy ở trên màn hình thì chúng tôi sẽ tư vấn. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.